Mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của V Channel và mình là Ngọc. Thì hôm nay không khí Giáng sinh đã ngập tràn rồi, Ngọc sắm thêm một cái tai nghe để phù hợp với phong thủy mọi người ha. Thì nói chứ thì hôm nay Ngọc có sinh không? Ok, và hôm nay thì Ngọc cũng đã rước một em là Honor 9X về để mở hộp cho mọi người cùng xem nha. Thì trên kênh cũng đã có cái bài trên tay của Hoàng, nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ mở hộp để xem thử là bên trong của nó sẽ có những gì nữa nha. Ok, cùng Ngọc vào video. Trước khi mở hộp thì tất nhiên là chúng ta sẽ xem xét bên ngoài, phía bên ngoài của cái vỏ hộp ha. Thì cũng như là những dòng sản phẩm khác thì chúng ta cũng sẽ có cái in hình của chiếc điện thoại Honor 9X và có dòng chữ Honor 9X ở đây mọi người ha. Ở bên cạnh home thì cũng sẽ có ghi chữ Honor 9X và Honor. Ở mặt sau thì nó không có gì cả, chỉ có cái chinh cái siêu á, là nó sẽ có nhiều cái thông tin bảo hành nè, rồi tên sản xuất, rồi nhập khẩu, rồi địa chỉ của công ty như thế nào ha. Ở dưới thì nó sẽ có một cái mã vạch như thế này. Và chiếc điện thoại mà Ngọc đang cầm trên tay thì nó sẽ có 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, và với phiên bản màu đen mọi người ha. Bây giờ mà Ngọc sẽ mở bên trong luôn. Thì chiếc điện thoại này đã được Ngọc mở để kích hoạt sẵn cho mọi người rồi. Vậy bây giờ Ngọc mô phỏng lại cái việc mở hộp thôi nha. Đây, cái hộp nắp hộp thì người Ngọc để qua bên này. Ở bên hông thì nó sẽ có cái màu xanh như thế này nha mọi người nha. Còn lại thì nó sẽ có màu trắng. Đây là chiếc điện thoại của chúng ta. Và bây giờ Ngọc cũng chắc cũng để một bên đi, chút nữa Ngọc sẽ khám phá tiếp. Tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có cái số email. Cái này là que lấy sim ha, để qua bên này luôn. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái ốp lưng dẻo trong suốt. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái sổ hướng dẫn sử dụng cùng với một cái sổ bảo hành của mình ha. Ngọc sẽ để bên này luôn. Và cái ốp lưng của chúng ta thì nó sẽ rất là dẻo lắm luôn ấy. Rồi, khám phá tiếp bên trong này thì nó sẽ có một cái tai xi mọi người ha. Rồi một cái củ sạc, nhưng mà cái củ sạc này thì chỉ cho chúng ta sạc thường thôi, 5V 2A cho chúng ta công suất 10W. Qua bây giờ Ngọc đã phát hiện thêm. Lúc trước Ngọc mở hộp thì không thấy cái tai nghe, nhưng mà bây giờ Ngọc đã thấy cái tai nghe bên trong rồi mọi người ha. Thì đây là một cái tai nghe thường thôi. Ok, và Ngọc sẽ để bên này luôn. Khám phá xong hết rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính là chiếc điện thoại Honor 9X nha. Thì chiếc điện thoại của chúng ta sẽ được đựng trong một cái bịch mà Ngọc thấy Ngọc không thích ký bỏ trong cái bịch này xíu nào luôn á. Nhìn nó rất là kiểu nó không được trang trọng cho lắm á mọi người ạ. Đây, một cái bịch như là bịch ăn bánh tráng của Ngọc bình thường ấy. Oh my god. Wow. Và Ngọc cũng đã kích hoạt sẵn điện thoại rồi để tránh mất thời gian, và cũng đã trải nghiệm thử để có thể có một cái nhìn khách quan hơn. Và chúng ta sẽ khám phá tiếp nha. Mức giá bán của chiếc Honor 9X trên Bạch Long Mobile có giá cho phiên bản là 6GB 128GB sẽ là 6.290.000 đồng. Nếu như bạn nào có quan tâm thì nhấp vào cái đường link mà Ngọc sẽ để bên dưới nha. Đầu tiên như những video mở hộp khác thì Ngọc cũng sẽ khám phá cái phần màn hình đầu tiên. Và cái phần màn hình này thì chúng ta sẽ sử dụng tấm nền IPS LCD có kích thước là 6.59 inch, cộng với độ phân giải là Full HD Plus. Cho cái màu sắc thì nó khá là nhạt và cái chi tiết cũng ở mức ổn mà thôi. Nói chung là Ngọc cũng không có thích cái phần màn hình của cái chiếc Honor này lắm. Và chúng ta sẽ có một cái thiết kế tràn viền Infinity ở đây nha mọi người ha. Và chúng ta không có bất cứ một cái khiếm khuyết nào ở trên cái phần màn hình này. Và ở phía dưới cầm dưới thì nó cũng sẽ hơi dày một chút. Và phía trên cùng của phần màn hình sẽ là vị trí đặt loa nhỏ, loa nghe điện thoại. Và Ngọc sẽ thấy là nó khá là nhỏ, mà mình không, nếu như mà không để ý kỹ thì cũng sẽ không nhìn thấy luôn. Và đánh giá chi tiết hơn thì Ngọc thấy là độ chi tiết của nó không tốt lắm, như hồi nãy thì Ngọc cũng nói rồi, nó chỉ ở mức ổn mà thôi. Và tốc độ khung hình thì nó cũng sẽ không có mượt mà cho lắm. Và khi mà mọi người chơi game thì mọi người sẽ cảm nhận được cái việc này nó rõ ràng hơn. Và
khi mà mọi người nếu như mọi người chơi game mà cái khung hình nó không có mượt mà như vậy á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến phần trải nghiệm game của mình rất là nhiều. Chính vì cái màu sắc nó khá là nhạt cho nên là những cái màu sắc như là màu vàng, màu đỏ thì nó cũng sẽ không quá rực rỡ. Nói chung là cũng sẽ không có gây khó chịu cái mắt người nhìn cho lắm. Và nếu như mà các bạn không thích những cái tấm nền với cái màu sắc khá nhạt như vậy á, thì Ngọc nghĩ là chiếc Honor này sẽ không phù hợp với các bạn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ xem về phần thiết kế của chiếc điện thoại Honor 9X. Thì thiết kế này thì Ngọc cũng thấy là nó khá là phổ thông thôi, như những cái chiếc điện thoại gần đây. Và cái màu sắc mà Ngọc đang cầm trên tay đó là màu đen, thì nó sẽ có cái không có họa tiết gì cả và nó sẽ là một màu đen trơn nha mọi người nha. Ngọc cầm thì Ngọc thấy là cái độ hoàn thiện máy nó khá là cứng cáp, cũng như là cho chúng ta một cái cầm nó khá là chắc chắn. Nhưng mà thì nó sẽ có một cái hơi bị cấn tay ở cái phần khung viền, nhưng mà không sao cả, nếu như các bạn gờ kỹ thì các bạn mới thấy được cái sự cấn tay thôi, còn nếu như mà không sử dụng bình thường thì chúng ta không có vấn đề gì luôn. Và chiếc điện thoại của chúng ta sẽ có cái phần khung là nhựa giả kim loại, và nếu như mà các bạn quan sát bên tay phải thì chúng ta sẽ có một cái nút nguồn và một cái nút tăng giảm volume. Bên trên thì sẽ là vị trí của khe lấy sim và vị trí của đặt camera pop up. Ở cạnh trái thì trống. Ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ có từ trái sang phải sẽ là lần lượt sẽ là cái vị trí chắc cắm tai nghe 3.5mm, mic, sau đó đến cổng sạc tai C và cuối cùng là vị trí đặt loa. Ở tại sự kiện á, thì Ngọc cầm trên tay, lúc mà Hoàng có cầm trên tay cái bài viết về Honor 9X thì rõ ràng cái màu xanh thì nó sẽ có một cái phần họa tiết nó khá là độc đáo đó, chính là cái phần dấu X cực quang mà theo như là nhà sản xuất Honor nói là đây là một cái tia cực quang. Nhưng mà cái màu đen mà Ngọc đang cầm trên tay như thế này thì Ngọc không thấy được là nó có cái họa tiết như tương tự như là ở trên cái chiếc Honor màu xanh đó. Và có thể là nếu như mọi người muốn sở hữu một cái thiết kế về cái phần chi tiết nó độc đáo hơn thì mọi người có thể là mọi người sẽ mua cái phiên bản màu xanh để chúng ta có thể sở hữu màn hình cực quang. Còn đối với cái màn hình màu đen, còn đối với lại cái phần thiết kế màu đen như thế này thì Ngọc thấy là nó sẽ tạo cảm giác sang trọng nền nã hơn cho những cái người mà chững chạc hơn ha mọi người ha. Về cái phần mặt lưng thì chúng ta sẽ có cái phần mặt lưng nhựa giả kính. Nó cũng sẽ hơi bám vân tay một chút nếu như mọi người sử dụng trong một thời gian dài, nhưng mà Ngọc thấy là nó bám vân tay, cái sự bám vân tay của nó rất là ít, và khi mà mọi người quan sát kỹ mọi người mới thấy được, không như những cái chiếc điện thoại khác ha. Ở giữa thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến một chạm hình tròn, và bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái dòng chữ Honor cũng như là một cái dòng chữ nhỏ ở đây mà nhỏ quá thì thực sự là Ngọc không đọc ra được ha. Để Ngọc cố quan sát kỹ thử là ở đây chúng ta sẽ có dòng chữ là Huawei Technology. Cái này thì sẽ ghi lại cái thông tin của cái nhà sản xuất Huawei hả mọi người ha. Và tất nhiên là Made in China rồi. Và cuối cùng là phần cụm camera, thì chúng ta sẽ có cụm 3 camera đặt trong cái cụm hình viên thuốc. Đây là cụm camera AI. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có vị trí đặt đèn flash LED. Sẵn đây nói về cụm camera này thì Ngọc cũng sẽ đi chi tiết về cái cụm camera này luôn nha. Thì chúng ta sẽ có một camera chính là 48MP phóng độ f1.8. Chúng ta sẽ có một camera góc rộng 80MP phóng độ f2.4 và một cam hỗ trợ đa chiều sâu 20MP phóng độ f2.4, hỗ trợ chụp chân dung xóa phông, bokeh các kiểu thôi mọi người ha. Và Ngọc cũng đã test thử cái phần camera trên em này, thì những cái bức hình mà Ngọc thu được thì nó sẽ có cái độ chi tiết cao, màu sắc thì nó cũng khá là chân thật. Một điểm cộng trên em này đó là chỉnh HDR của em này nó khá là tốt, cũng như là chúng ta có thể bắt khoảnh khắc được nhanh. Và Ngọc cũng đã test thử cái chụp xóa phông trên em này thì nó xóa phông ngon lành, không có vấn đề gì cả, và nó tách phông không bị lem, không bị dính vào tóc tai quần áo mọi người ha. Ngọc cũng test thử cái quay video thì quay chống rung nó cũng đủ dùng mà thôi, nó không có chống rung tuyệt đối, không chống rung tốt như những cái chiếc điện thoại khác. Và chúng ta sẽ chụp ở điều kiện thiếu sáng thì nó cũng sẽ cho cái độ thiếu sáng ổn, tại vì cân bằng HDR của nó ổn. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một camera selfie được đặt trong cái camera hậu thuật, và camera này sẽ có độ phân giải là 16MP khẩu độ f2.2. Ngọc cũng đã chụp thử cái camera selfie này, tại vì đây là một phần thích nhất của Ngọc khi mà đối với con gái mà mọi người, cho nên là nhiều khi mà chúng ta chọn điện thoại á, chúng ta sẽ rất là quan tâm đến cái phần camera selfie này. Và Ngọc khi mà Ngọc chụp á, thì Ngọc cảm thấy là cái cam này chụp khá là đẹp, cũng như là chỉnh da tốt, cân chỉnh ánh sáng tốt, nói chung là phần camera của em này sẽ là được một điểm cộng ở Ngọc.
Tương tự như những chiếc smartphone của Huawei và Honor khác thì nó cũng sẽ có được trang bị cái giao diện là EMUI 9.1 trên Android 9.0. Và đối với cái giao diện EMUI thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng không có gì đặc sắc cả, và Ngọc thấy là nó được trang bị nó khá là đơn giản, nói chung là không có gì phức tạp với mọi người, thì Ngọc cũng không có đánh giá cao cái phần giao diện này luôn. Và con chip mà chiếc Honor 9X này sử dụng sẽ là một con chip đến từ nhà Huawei luôn, đó chính là con chip Kirin và có số hiệu là 710 mọi người ha. Thì đối với con chip này thì Ngọc cảm thấy là đây là một con chip nó khá là cũ của nhà Huawei rồi, và nó cũng sẽ cho một cái hiệu năng nó khá là bình thường, ở mức đủ dùng. Và nếu như mọi người sử dụng với những tác vụ hàng ngày thì Ngọc nghĩ là nó sẽ đáp ứng tốt, còn đối với những cái tác vụ nặng thì nó sẽ hơi đuối một chút. Và thêm một cái điểm nữa đó chính là cái phần hiệu năng, thì khi mà Ngọc test game thì nó sẽ không có gì xuất sắc lắm, tại vì Ngọc nghĩ là cái phần máy này nó cũng không có tối ưu hóa, cái phần máy nó không có tối ưu hóa cho cái việc mà chơi game, hỗ trợ chơi game ở trên chiếc điện thoại, cho nên là khi mà Ngọc chơi thì nó cũng sẽ hơi bị giật lag một chút. Như hồi nãy Ngọc đã nói là chúng ta chưa được tối ưu hóa cho cái chất lượng cấu hình màn hình, cho nên là khi mà chơi game thì nó vẫn sẽ hơi bị nhức mắt khi mà Ngọc chỉnh max setting luôn. Về phiên bản của chiếc điện thoại Honor 9X thì chúng ta sẽ có 3 phiên bản là 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái phiên bản khác là 4GB RAM, 128GB nội bộ nhớ trong. Và cuối cùng là một cái phiên bản mà như chiếc điện thoại mà Ngọc đang cầm trên tay đây thì nó sẽ có là 6GB RAM, 128GB nội bộ nhớ trong. Và cuối cùng thì Ngọc sẽ đi đánh giá một cái phần pin của em này. Thì pin của em này sẽ có viên pin là dung lượng là 4000mAh. Với cái dung lượng pin này thì Ngọc cũng đã test thử thì Ngọc thấy là nó khá là bình thường và nó không có gì nổi trội lắm. Nhưng mà cái điểm trừ trên cái phần pin của em này đó là nó tụt pin khá là nhanh. Và khi mà Ngọc thử cái test thử cái max setting với tựa game PUBG thì Ngọc thấy là nó tụt đến 12% pin lận, và Ngọc không đánh giá cao về cái phần pin của em này luôn. Và một cái điểm mà khuyết điểm của em này nữa đó là chúng ta sử dụng viên pin 4000mAh nhưng mà chỉ hỗ trợ sạc thường 10W mà thôi. Nếu như mà chúng ta muốn sạc đầy thì Ngọc nghĩ là sạc ban đêm nó sẽ tiện hơn cho mọi người. Còn nếu như mà sạc ban ngày thì nó sẽ hơi bị phiền một chút, tại vì thời gian sạc nó rất là lâu. Thì Ngọc cũng đã đi một vòng và khám phá hết chiếc điện thoại Honor 9X. Còn những cái đánh giá chi tiết cụ thể hơn thì Ngọc mọi người sẽ phải theo dõi với những video tiếp theo ở trên kênh. Và cuối cùng thì Ngọc đánh giá chung lại chiếc Honor 9X này thì nó sẽ không có gì quá nổi trội, quá ít điểm nổi trội với Ngọc. Và Ngọc đánh giá cao cái phần camera trên em này, có thể là nó sẽ cho những cái bức hình Ngọc khá là ưng với những màu sắc mà nó không bị quá rực rỡ lắm. Và chụp camera selfie thì cũng là một cái điểm cộng đối với Ngọc ở trên em này. Cùng với đó là cái độ hoàn thiện máy cũng cho chúng ta cái chất lượng khá là tốt, thì Ngọc cũng đánh giá cao cái phần chất lượng máy luôn. Và cuối cùng là nếu như mà bạn nào thích một cái thiết kế tràn viền cũng như là cái cầm nắm khá là chắc tay, cũng như là thích cái phần camera, thì các bạn có thể cân nhắc mua với em này, chỉ có giá là 6.290.000 đồng. Và video của Ngọc đến đây cũng đã hết rồi. Nếu mà mọi người thấy hay thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh, nhấn dấu chuông bên cạnh để hiện lên thông báo cho mọi người nha. Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh thật là an lành, và chúng ta sẽ đi đón Giáng sinh trong một cái không khí nó rộn ràng như ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.